thưa các bạn, những hình ảnh mà quý vị các bạn đang được theo dõi trực tiếp được phát sóng đồng thời ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Những người hâm mộ bóng đá ở khắp toàn cầu dường như đã phải chờ đợi trận đấu này có lẽ là quá lâu rồi. Một cuộc đối đầu mà theo cá nhân tôi, nó hội tụ tất cả những gì hấp dẫn nhất của bóng đá. Từ chất lượng chuyên môn, sự căng thẳng, kịch tính, cho đến những duyên nợ mà hai đội đã có với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Có thể nói tiếng hò reo của các cổ động viên trên các khán đài đang làm cho không khí trước trận đấu trở nên hưng phấn và náo nhiệt hơn. Trận đấu đã bắt đầu. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây có thể coi là một áp lực. Biden đã nổi còi để bắt đầu trận đối đầu giữa hai câu lạc bộ được coi là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này. Không ai có thể xem thường những nhà đương kim vô địch. Dù ở mùa giải năm nay, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ đã không chi quá nhiều tiền bởi ảnh hưởng từ luật công bằng tài chính. Trên đối thủ như thế này thì vai trò của các thủ môn là rất quan trọng. Đó sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho những cầu thủ ở phía trên. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền vệ hay nói khác là những người hỗ trợ thực hiện những đường truyền thật nhanh. Tiếng còi đã cất lên. Còn đây rõ ràng là một tình huống mà trọng tài cần phải có những xử lý nghiêm khắc hơn. Phạm Văn Đức đã xử lý rất kỹ thuật. Dứt điểm đây. Đức Trinh. Đó là một trong những lý do để Đức Trinh được lựa chọn. Quan sát thế trận trên sân thì ông Park Hang-seo hiểu rằng đội bóng của mình cần một tiền đạo có khả năng cản lướt tốt. Dứt điểm. Một pha xử lý rất thoải mái. Sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Đường chuyền rất hay. Đức Trinh. Đó là một trong những lý do để Đức Trinh được lựa chọn. Quan sát thế trận trên sân thì ông Park Hang-seo hiểu rằng đội bóng của mình cần một tiền đạo có khả năng càng lướt tốt. Một cái. Đến lượt thủ môn cho thấy khả năng cảm phá tuyệt vời của mình. Vừa rồi là một tình huống khó nhưng anh đã thành công. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Xử lý rất tự tin. Pha bóng rất dứt khoát. Không thành công. Cú dứt điểm thiếu đi độ chính xác. Huy Mạnh đang cho thấy được sự chững chạc của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Vũ Văn Thành. Pha đi bóng ở biên. Xử lý rất tự tin. Không được. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Phải nói rằng là trong số các trung phong của U23 Việt Nam thì Hà Đức Trinh là người có thể hình và thể lực tốt nhất trong các tình huống va chạm và tranh cướp bóng tay đôi. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Hiệp một của trận đấu đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự thay đổi, những toan tính và những diễn biến mới hơn từ hiệp 2 của trận. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Tiếp viên trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Hồng Quốc Bắc, vị trọng tài uy tín nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại. Đã có một pha phạm lỗi. Tình huống sóng gió đã trôi qua. Vẫn còn.
Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. HCB. Nagatomo đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Rất bình tĩnh. Chuyền vào. Đánh đâu? Di chuyển và tranh chấp bóng như thế. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của anh. Trọng tài đã thổi phạt. Bây giờ là một... Không được. Ý đồ rất tốt. Huy Mạnh đang cho thấy được sự chững chạc của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Văn Thành. Ok thôi, xin. Văn Thành cùng với Văn Hậu là những hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Tuy nhiên ở trận đấu trước thì chỉ có Văn Hậu làm được điều đó. Và ấn tượng nhất đó chính là tình huống kiến tạo cơ hội để cho Quang Hải ghi bàn. Và Văn Thành trận đấu trước anh chưa phát huy được đúng những giá trị của mình. Trên kênh VTV6 và VTV6 HD của Đài Truyền hình Việt Nam, quý vị có thể theo dõi những bàn thắng, những pha bóng đáng chú ý của trận đấu này trên địa chỉ website thetao.vtv.vn. Hoặc quý vị có thể theo dõi những clip, những thông tin độc đáo về trận đấu với ứng dụng thể thao VTV Sports của chúng tôi. Trên tình huống mà khó qua có thể làm tốt hơn. Hai đội tiến ra, bình luận viên của kênh Fox Sports đã nói rằng đây là trận đấu giữa người khổng lồ Goliath và chàng David bé nhỏ. Nhưng kết quả cuối cùng thì chàng David bé nhỏ đã đánh bại người khổng lồ Goliath. Rất tuyệt vời. Có thể thấy rõ ý đồ và những tính toán cực kỳ cụ thể của huấn luyện viên. Pha đột phá rất nhanh. Bóng đã ra ngoài sân và sẽ có một tình huống ném biên. Một pha xử lý rất thoải mái. Tình huống phá bóng an toàn. Cả hai bên chú trọng quá nhiều vào việc phá lối chơi của đối phương. Những pha theo sát, những pha kèm người được thực hiện một cách có thể nói là khá chính xác. Xoay sở rất khéo. Pha bóng rất dứt khoát. Một tình huống tranh cướp bóng rất chủ động. Anh Dũng có thấy là trên sân thì Quang Hải đang được xếp đá lệch sang bên phía cánh phải. Cho dù đây là một cầu thủ có thể chơi rất tốt và chơi thuận bên phía cánh trái. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Rất đáng tiếc là thất bại.